Này, tao đang nói với mày đấy, tao phải đứng ở trước gương để tận mắt của mày thấy, nhìn lại mình xem, tong teo, mày là thánh gầy nên tao phải hóa thân thành tấm gương để phản ánh mày. Cứ như này ấy, thì nói thật là cuộc đời sẽ đau sớm, ai đời 22 rồi vẫn để người ta chúc là ăn mau và chóng lớn. Đã gầy lại còn lười ăn, chẳng hiểu thế nào mới thốn hơn, đâu có ai như mẹ mày, chỉ ước là nuôi mày tốn cơm. Họ đồn là mày chơi đồ, nhìn vào chỉ biết ớn. Trẻ không chơi già đủ đốn, loại mày thì trẻ đã chơi già chết sớm. Nên là cẩn thận không lại rơi vào mấy cái chuyện lao lý, gầy gò như này bao giờ mới chịu luyện qua tí. Những lần bị hỏi mày đều trốn tránh vì không thể viện ra ý, nên mỗi khi nhìn vào gương tao lại thấy một thẩm nghiện ma túy. Có thể mày dùng nhiều đồ như là Doraemon, cả đời chỉ biết dơ xương, mày là Pokemon, chẳng ai quý mày được. Tại trông mày như thẩm nghiện vừa mới vượt chạy, mày gầy đến mức khi bước lên cân, kim chỉ quay ngược lại. Mãi không chữa cái kiểu lười nhác, gắm trên môi một điệu cười ác. Mày luôn tự hào mình bê đồ hay, đúng là que tăm thì mới giỏi đi xỉa người khác. Đâu khiến mày quen ố, thêm tao chỉ muốn mày cố lên, muốn mày đứng lên vỗ ngực thay vì ngồi xó vỗ ven. Round một rap toàn tự chửi, đúng là có đỡ mà, nhưng chẳng phải luật lệ sinh ra là để phá vỡ à. Nên là dù hạng lông hay nặng ký, mày cứ việc bước tới sân, tao phải gầy như này thì giải đấu nó mới cân. Time.